Tôi chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang nha. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an. Mình tiếp tục quay từng cưa cây xoài nha cả nhà. Bị thúi cho nó sẽ dạ. Xảy gãy vô nhà mình phải dính, dính, dính. Nó bị thúi sợ gãy vô nhà nên cưa dánh thôi. Ủa sao đó, cây này đúng hả mé? Mé những cái dánh mà nó ve trong nhà thôi. Nó giải thích cho người ta hiểu. Cái nhánh này nó ve vào mái nhà và nó bị thúi ở phần trên. Nó nhà này kia nó mau lắm, nó mục cái nó cũng bằng. Sắp vô gạch rồi nè, sắp vô gạch đi hết đi. Rồi có hồi có khi có nhánh rớt mà nó lộn vô đó, nó không sắp những bể gạch. Anh Tùng mà kêu mấy cái trà của cây xoài này lót như trong cái thềm ba đó, để khi những cái nhánh nó rớt xuống bể gạch. Trồng sâu sâu trong cái đại sợ nó thụt cái đuôi nhánh mà nó như cho an toàn. Có gì che chưa đứt con nữa. Cho nó rớt xuống không rớt bể xuống cái hàng ba cái nhà đó là điều cẩn thận nhất của anh Tùng. Thank you.
dọn ngoài không hết luôn.
anh có xịt sâu quá, cái xịt vô này nè cho mấy con mối này nó chết chứ thôi nó ăn hư cái xài anh ba ơi. Cái xài này á cắt thì cũng tiếc lắm, tại cái này cái xài cắt hòa lọc trái nó ăn ngon, rất là ngon. Trong các loại xoài là cây này nó giá trị nhất, nhưng mà cái này để không nên là nó bị một là nó rụng lên mái nhà nên đó biết là nó sẽ mục ton mục u quăng là hết á, nó thấm nó bị thấm nước biết nó sẽ mục. Hai nữa là nó bị hư là không ai làm xe gãy nó bị... nè đó đó nó như vậy nè, là có thể nó bọng ở trong đây bọng hết trong đây nè, nó để không lên đó không là nó bị hư rồi đó, nên này nó ăn nguồn lên thấy không đó, vậy đó là trong đây nó bọng hơn vô chỗ này nữa là nó sẽ thường sau này nó sẽ ngang gãy đây nguy hiểm lắm. Cái này là mình kia là phòng ngừa hậu quả đó. Giờ tới cắt cái đột này anh ba ơi, vậy em cắt cái phần kia thôi, cái nhờ cái đột đứng đó cho ba cái chải nó giữa ha. Dạ dạ, nhưng mà cái nó hai tược, cái tược trong mình cắt nữa thôi, còn nữa nó cho nó che ba cái nhánh chải. Cái xài này nha cả nhà, cái xài này cũng hơi dơ bên trên cái mái nhà đây nè. Qua leo lên mấy cái xài này nữa nha cả nhà. Cái nấm mái nhà nè. Cái này sao hả? Mình lên nóc nhà luôn nha cả nhà. Anh Tùng mà đắp cắt xong những cái nhánh xoài nằm bên đây rồi. Rồi anh thấy xuống. Lên này lên, nó đi cho lẹ. Cái này á là mình để nó rụng lâu ngày vậy nè. Nó sẽ thấm đây nè, cái đầu nó thẩm thấu xuống là nó sẽ bị là ẩm này, cái nó sẽ nó một bụng sắt cho nên là cái nhà chưa phải đốt đốt bỏ là mình quét sạch này làm mai mốt là nó vừa mưa là nó trôi đi hết, là nó nắng nó gáo lên nó không bị ẩm này, cứ để gì nó ẩm. Cái anh này chủ nhà anh giỏi lắm, nhưng mà tại vì có lúc anh bị có một lúc thời gian bệnh hết mà, cho nên anh nó bỏ bê về cho mấy nhánh xài nó vậy nè, chứ anh là kỹ lưỡng lắm. Xài cắt chánh trắng nè cả nhà, ta thường gọi là xài cắt quả lọc. Bây giờ anh Tùng nó cưa xong.
cắt những cái nếu mà nó không có cái chỗ dựa là nó sẽ gã bụi hành, người ta nó kêu gã bụi hành á, cái hành mà nó không có bó là nó sẽ nó cho nên mình cái đó mình cũng như là mình để cho nó nương tựa. Để cái nhánh xài nè, nương tựa. Mà cái tre đặc biệt đó, cái tre đó cây sau nó lớn hơn cây trước. Ba có để ý gì không? Cây sau nó lớn đầu là nhỏ, rồi cây kế là nó càng ngày càng bự, ngày bự. Đó mà cái cây mà nó được dựa mà nó không có bị gió qua gió lại đứng hoài là nó bự hơn cái cây mà nó ngã, cho nên cây càng ngày ở giữa là nó cây nó to lắm. Giờ dọn nó hạ lượng xuống bên dưới nè. Đó, hoàn hành xong hai cây xoài nha cả nhà, mình cũng xin nhau tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Mà ngay đó nãy hồi nãy ảnh vô này nè. Cắt cái đó là mới dễ nghe.